Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Nóng, Nga tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vừa bị tấn công nguy hiểm. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết, các nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine đã thực hiện hành động khiêu khích mới cực kỳ nguy hiểm bằng cách tấn công một trạm biến áp và đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Hiện tại, phía Ukraine đang làm mọi cách để không phải sửa chữa và phục hồi, theo quan điểm của chúng tôi, điều này một lần nữa khẳng định tính chất khiêu khích và cố ý trong các hành động của những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ông Pankov nói trong một cuộc họp báo đặc biệt hôm qua. Quan chức này cho biết chuyên gia Nga đã thực hiện các biện pháp cần thiết để chuyển sang sử dụng các nhà máy điện diesel dự trữ tại chỗ của Chernobyl. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin cho hay, phía Belarus đã tìm ra cách để khôi phục nguồn cung cấp điện cho nhà máy một cách lâu dài, bằng cách kết nối với hệ thống năng lượng của Belarus. Trước đó, nhà vận hành năng lượng Ukraine, Ukrainego cho biết, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị ngắt hoàn toàn khỏi lưới điện và giao tranh đang diễn ra khiến việc khôi phục đường dây là không thể.